thịt heo. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay tôi đi đến đây. Bún bò ngang, heo hơi 720. Ok. Đi. Ok đi. Em ơi. Ăn món ăn bún bò về, nhưng mà ngon nhất là cái gì? Nó đặc biệt. Ok, dạ, bún bò về. Tôi đã order bún bò quê đặc biệt. Bún là thỏ hơn bò, thỏ hơn bò. Tôi ăn rau rất ít nên cái này nhiều ăn nên phải ăn nhiều. Tôi ăn trứng là đậu kỳ. Trứng là trống. Trống pasta. Hay sao? Ngon. Ngon. Súp này có thể đem rất ngon. Tôi không đi. Cái này ngon. Bún bò quê đặc biệt là rất xá xỉ. Vì có rất nhiều loại thịt heo. Bò, biết cái gì này, biết cái gì, ai giải cho tôi. Có nghe, tôi cảm thấy cũng là mềm mại, nên ăn nhẹ, nên không có răng, nhưng mà ăn được. Kazu, I saw Kazu chưa ăn thịt heo. Tôi rất ít thịt heo. Và cái này rất khó. Hồi hộp. Nên ăn cuối cùng thịt heo. Rất vui. Nên thứ nhất là đúng. Tôi không thích thịt heo. Nghe một chút. Đi về xin. Ok. Tôi không thích thịt heo. Tại sao không có thịt heo? Hả? Thịt heo? Tại sao? Trời, xin sư kê đã ăn thịt heo hả? Sao? Ai ăn thịt heo? Thịt heo đi bộ hả? Dạ, đi bộ. Có heo ở đâu? Trời ơi.
Mushroom. Thật ngon. Nem. Sao? Ok. Một số sama đi xa. Một trong phần trăm là 16. Vân bộ Huế đặc biệt là... Vì cái này rất đặc biệt, rất ngon. Tôi đã vì nghe ngon của Shizuke nên chính xác. Nên tôi đã có thể ăn thịt heo trong buổi sau. Shizuke là buổi sau. Nhưng mà khá sư món đáng lại đầy để ăn thịt heo. À, chắc chắn. Chắc chắn thì đến đây mọi người phải đi đến ở đây, mà nếu mọi người sẽ gặp Shizuke thì phải chú ý Shizuke ngồi ăn trông không ăn nên chú ý tạm biệt. Tạm biệt.